VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào tất cả các bạn đang quay lại với kênh YouTube của VDA. Và ngày hôm nay Viết Phương rất vui khi được tiếp tục đồng hành với tất cả các bạn. Và các bạn thân mến, ngay trước mặt Viết Phương đây là dòng sản phẩm Bistro Variety SE65, một trong những dòng sản phẩm Bistro cao cấp đến từ nhà sản xuất Variety. Và những dòng sản phẩm như thế này thì thường chúng ta sử dụng trong các dàn karaoke chuyên nghiệp, hội trường lớn, phòng họp hay là phòng trí cả gia đình của chúng ta. Và trước khi chúng ta đập chiếc hộp này ra và để xem bên trong có những điều thú vị gì thì Viết Phương sẽ giới thiệu một chút xíu về ngoại hình của nó nhé các bạn. Như các bạn có thể thấy thì cách phối màu của nhà sản xuất Variety rất là tuyệt vời. Sử dụng phông nền đó chính là trắng xanh, hai màu kết hợp lại nhìn rất là hài hòa. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là các bạn nhìn vào những thông tin đều rất là đầy đủ, từ tính năng, điều kiện cho đến mã web, BG cho Zalo, các bạn hãy tìm hiểu mọi thứ trên đây. Và bây giờ chắc chắn các bạn đã sẵn sàng với Viết Phương để mở chiếc hộp này ra rồi đúng không ạ? Và bây giờ các bạn hãy cùng Viết Phương chúng ta hãy đập chiếc hộp này ra để xem bên trong có những điều thú vị gì nhé. Cách thiết kế mở rất là đơn giản. Và vừa mở ra thì Phương thấy ngay một miếng xốp. Các bạn thấy rõ ràng đúng không ạ? Đây là một miếng xốp bảo vệ mặt trên để tránh va đập cũng như chảy xước khi vận chuyển. Mình sẽ đặt miếng xốp ở đây. Và các bạn nhìn kỹ hơn nữa là trong đây chúng ta đã có đầy đủ trọn bộ các cả thiết bị của dòng Micro Variety SE65. Bao gồm có hai micro, một đầu thu sóng và có cả dây nguồn và dòng tròn lăn nữa. Hình như các bạn đã thấy được bảo vệ rất là tốt từ các miếng xốp để chống va chạm khi vận chuyển cũng như là bao ni lông để tránh bụi bẩn. Các bạn thân mến, Viết Phương vừa trưng bày hết toàn bộ trọn bộ dòng sản phẩm của Micro cao cấp ra đây rồi. Và đầu tiên thì Viết Phương xin được phép giới thiệu với tất cả các bạn là về Micro của dòng sản phẩm này. Như các bạn có thể thấy thì Micro này chiều dài của nó chỉ từ 25 đến 27cm. Ngoài ra thì các bạn nhìn kỹ một chút về cách phối màu của chiếc Micro này. Nhìn rất là tinh tế và rất là sang trọng bởi nó chỉ có mang một màu, đó chính là màu xám. Và ở đầu lưới của chiếc Micro này thì được dùng chất liệu là thép không gỉ, cho nên là việc sử dụng Micro này rất là bền. Ôi, Viết Phương chỉ ước là lúc nào mình cũng hát, mình hát thì mình sẽ được cầm cái loại Micro này. Và các bạn hãy để ý, ở đây là thiết bị đèn LED tín hiệu. Các bạn chỉ cần ấn và giữ 3 giây, mỗi khi tắt và khi mở thì các bạn sẽ sử dụng được một cách rất là dễ dàng. Bây giờ Viết Phương sẽ đi sâu hơn vào chiếc Micro. Micro này dặn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần dặn theo chiều vượt kim đồng hồ. Và đây là thành phần bên trong của nó. Bên trong đây các bạn sử dụng pin 2A. Phương sẽ để chiếc Micro qua một bên. Và chúng ta không tránh khỏi việc Micro mỗi khi chúng ta để trên bàn hay để bất kỳ đâu nó sẽ lăn đúng không ạ? Các bạn cứ yên tâm vì nhà sản xuất của chúng tôi đã thiết kế một thiết bị chống lăn. Các bạn hãy nhìn nhé. Chúng ta chỉ cần cách gắn cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần gắn vào. Không chỉ giúp cho Micro của chúng ta không còn bị lăn lung tung mà nhìn vào thì cũng rất là thẩm mỹ đúng không các bạn? Các bạn thân mến, sau Micro thì chúng ta không quên được đầu thu sóng đúng không ạ? Và trên tay Viết Phương đang cầm một chiếc đầu thu sóng của Variety SE65. Nhìn thì có vẻ rất là nặng, nhưng mà khi Viết Phương tưng lên thế này thì cảm giác rất là nhẹ các bạn ạ. Với cách phối màu của nhà sản xuất đó chính là dùng màu đen là màu chủ đạo, thì chúng ta có thể thấy nhìn nó rất là mạnh mẽ. Ngoài ra các bạn hay thấy thiết kế ở phía trên mặt trước rất là đơn giản. Chỉ đơn giản là hai màn hình LED, các nút chỉnh kênh của chúng ta và có cả nút chỉnh âm lượng. Và đây là nút power của chúng ta. Với thiết kế như thế này thì Viết Phương nghĩ là tất cả gia đình của chúng ta đều có một không gian, đủ không gian để mà có thể để chiếc đầu thu này một cách dễ dàng. Và chúng ta không quên ở phía sau của nó, đó chính là đều rất đầy đủ các cổng kết nối khác nhau. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cổng để cắm anten. Viết Phương sẽ cắm anten cho các bạn để các bạn kiểm tra. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần đưa vào đúng khớp và sau đó các bạn dặn lại. Và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong chiếc đầu thu và sẵn sàng chúng ta hát karaoke rồi. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Viết Phương đã giới thiệu sơ bộ và review sản phẩm cho các bạn về dòng sản phẩm cao cấp Micro Variety SE65. Và chỉ với giá 6.500.000 đồng thì quý vị đã có thể sở hữu được một trong những dòng Micro cao cấp trên thị trường hiện nay. Và nếu có bất kỳ thông tin thắc mắc nào thì các bạn hãy comment bên dưới hoặc là để lại số điện thoại và gửi câu hỏi về cho VDA.
và VDA sẵn sàng chào đón các bạn đến với tất cả các showroom để các bạn có thể trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.